Rồi, các bạn ơi, hôm nay mình đi thăm lồng gắn, thăm cái này nữa, cái thứ tư nha các bạn. Dính hàng khủng luôn các bạn ơi. Rồi, rồi. Hàng khủng các bạn ơi. Hai con luôn các bạn ơi. Hai con hết hồn quá trời luôn các bạn ơi, vô bích một lồng luôn rồi nè. Trời trời, mới thấy á các bạn ơi. Rồi, hai con trời. Hôm nay dính hai con nữa rồi các bạn ơi, dính hàng khủng rồi, không ngựa nha các bạn, này dính không ngựa nha. Hai con rồi kìa, hai cái đầu kìa, các bạn thấy chưa, quá dữ thiệt. Rồi, giờ cuốn vô đem về nhà các bạn ơi, cuốn vô đem về nhà gỡ ra. Nói chung là tại mình đi mình đặt có mấy cái nha các bạn, rồi mình đi thăm á, cái nào dính cái mình quay cho bạn xem vậy thôi, rồi mình đem về nhà nặng mình gỡ ra các bạn ơi. Mình có không có đem chuột rồi đi thăm đó, lại có mấy cái mà mình đặt gần gần nhà nữa, rồi chạy đem về nhà cái gỡ ra, cái ngày mai mình bỏ chuột vô cái mình đi đặt tiếp nữa như đó, chứ không phải như người ta đi đặt người ta thay, người ta bắt ra người ta thay sẵn luôn. Rồi, các bạn ơi, mình đi thăm tiếp các bạn ơi, nãy giờ thăm 6-7 cái nữa không có dính gì nữa các bạn ơi, còn cái này cuối cùng rồi các bạn. Nãy thăm được dính được cái lồng hai con nhắn không ngựa nha các bạn, cái cuối cùng nữa có gì mình kết thúc các bạn ơi. À, có cực kìa các bạn ơi, có cực kìa trắng trắng nè. Đó. Ủa, con gắn mối. Trời, con gắn mối nè. Cứt gắn tươi luôn nè các bạn. Đó. Mình sẽ có con gắn mối nữa. Trời, nặng nặng ra. Nặng nặng ra. Có rồi, hổ hành các bạn ơi. Hổ hành các bạn ơi. Rồi mình đi xách ra, mình mở ra, mình quay các bạn xem nha. Thấy con nặng nặng nè các bạn. Không biết bự không nè. Nhìn phía sau này thử coi. Ô, chuột chết gì tùm lum hết đó các bạn ơi. Để mình mở ra mình coi cái này. Sao tùm lum hết trơn vậy? Thì sao có gắn mối trong này nữa? Trời ơi. Cái gì? Hai con gắn hữu hành luôn hả trời? Trời ơi, con nhỏ con bự. Ngộ gì ta? Thì gì hai con gắn mối luôn. Ba con luôn. Ê, tới ba con gắn mối luôn. Cái này toàn là chuyện lạ lạ không trời. Nè các bạn. Nữa nè. Đây một con gắn mối. Đây một con gắn mối nữa nè, hai con. Rồi bên đây một con nữa nè. Cái này nó ăn rồi nó ỉa ra hay gì nè, nó ói ra hay gì nè. Ba con gắn mối, hai con gắn hô hành nữa. Hai gắn hô hành thì nè, con trọng trọng con nhỏ xíu à. Trời ơi, con này mới đẻ gì à. Về chắc thả quá các bạn ơi. Trời ơi. À, dính cái gì vậy trời. Dính hai con gắn hô hành mà ba con gắn mối luôn. Thúi quắc. Bây giờ đi mình về mình đổ ra các bạn ơi. Về mình đổ ra rồi mình sẽ quay cho bạn xem kết quả bữa nay đi nha các bạn. Rồi để giờ mình tạm dừng mình đi về các bạn ơi. Cái này cuối cùng luôn là dính được con nhỏ con bự. Nãy giờ mình đặt tổng cộng 11 cái mà mình thăm hồi nãy á, sáng sớm luôn á, nãy á thì dính được hai con gắn hô ngựa một lồng cũng hai con luôn.
Bây giờ lồng này thêm hai con rắn hô hành nữa, ăn con nhỏ ăn con bự. Rồi giờ đợi mình về mình quay mình bắt ra cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình về tới nhà, bây giờ mình đổ gắn ra cho bạn xem ha. Đây mình lấy cái túi lưới nè các bạn, đây hai cái lồng chết chuột hết rồi, lên về luôn rồi. Đây đây cái nữa các bạn ơi, cái lồng này bạn coi mèo nó giật cái nè, mèo chó vậy nó giật xẹp lép hư cái lồng này luôn rồi các bạn ơi. Em về coi sửa lại được không, hôm nay lỗ cái lồng này rồi ba cái. Giờ mình tháo cái lồng mới dính ra nè các bạn, đây nè, đó nó hành nè, rồi cái gì đâu mà gắn mối gì tùm lum ở trong này hết trơn rồi các bạn ơi. Nó vô rồi nó ăn chuột thì gắn mối, nó chui vô nó ăn gắn mối gì tùm lum hết. Dính hai con nha các bạn, hai con hổ hành đó. Ở đây cái này cũng dính hai con nữa nè, hai con hổ ngựa. Bữa nay sao dính tập quanh không trời ơi, cái ghê nè các bạn. Đó chưa, quá đã luôn, nó làm ghê luôn các bạn ơi. Cái này là hàng khủng nha, bây giờ mình đổ ra cho bạn xem nha. Đây cái bao của mình đây. Lấy cho trang cái dít nữa thôi. Lớn nè các bạn ơi, lát nữa mình nên thả luôn, mình thả vô chuồng nuôi luôn quá.
đó các bạn ơi, hai con. Trời ơi, gắn nói gì đâu mà quá trời luôn. Kết thúc clip đây nha các bạn. Các bạn có xem hay thì nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký, chia sẻ nha các bạn. Nặng mình có động lực mình làm tiếp nữa các bạn ơi.